cặp đôi người Litva giành chức vô địch cõng vợ tại Hungary. Một cặp đôi người Litva đã giành chiến thắng trong cuộc thi cõng vợ được tổ chức tại Hungary vào thứ Bảy, ngày 10 tháng 8. Vita Utaskert-Liauskas và Ner Ingakert-Liauskin đã đánh bại những thí sinh khác bằng cách vượt qua thành công một đường đua vượt chướng ngại vật dài 260m bao gồm cả mương nước. Cặp đôi chiến thắng cũng đã lập kỷ lục mới tại Hungary khi hoàn thành đường đua chỉ trong 54 giây. 36 cặp đôi đã đua qua một đường đua được tổ chức lần thứ 5 tại ngôi làng Tapai Obiske của Hungary. Cuộc thi được cho là có nguồn gốc từ thời đại Viking. Trong thời hiện đại, truyền thống này đặc biệt được thiết lập ở Phần Lan, nơi nó đã diễn ra từ những năm 1990. Cuộc thi cõng vác vợ có nguồn gốc từ thời Viking, các cặp đôi tham gia sẽ cùng nhau vượt qua chặng đường gồ ghề để về đích. Cuộc thi cõng vợ được cho là bắt nguồn từ một truyền thống có từ thế kỷ 19, liên quan đến truyền thuyết về băng cướp của tên Hector Svarolkainen khét tiếng, gây nỗi sợ cho dân chúng vì hành vi cướp bóc, giết người và đặc biệt là cướp phụ nữ. Người tham gia sẽ có trách nhiệm cõng vác bạn đời của mình trên vai trên đi qua quãng đường có địa hình gồ ghề, vượt chướng ngại đặc biệt để về đích trong thời gian nhanh nhất. Tuy nhiên, cặp đôi không được cõng kiểu cổ điển, họ phải đặt bạn đời trên vai, lộn ngược đầu ra phía sau lưng, chân đưa lên trước. Cân nặng tối thiểu của người vợ mà chồng cõng trên lưng là 49kg. Nếu nặng dưới 49kg, cô ấy sẽ phải gánh thêm một cái ba lô để đưa tổng tải trọng cần vác lên con số 49kg. She's doing everything perfect. She holds tight. She doesn't bother me, you know. Go, go, go. She doesn't say that. She stays quiet. She holds tight. She does a lot of hard work. It's 50-50. We are the couple. We are the fastest married couple in the world. So. I'm so proud of my wife, and 54 seconds is new track record. I cannot be more happy. Azok a legjobb párosok tagja, akik a végső összemérésben futhatnak az abszolút bajnoki címért. Az egész család kutyástól, mindenestől, bro. Taxi bay trên cung điện Versailles để thử nghiệm chuyến bay vào ngày cuối cùng của Thế vận hội. Những chiếc taxi bay ban đầu được lên kế hoạch đưa vào phục vụ tại Paris trong thời gian diễn ra Thế vận hội nhưng không kịp xin được chứng nhận cần thiết, đã bay qua cung điện Versailles vào Chủ nhật, ngày 11 tháng 8 để thử nghiệm chuyến bay vào ngày cuối cùng của Thế vận hội. Các nhà chức trách cho biết kế hoạch thử nghiệm bay những chiếc taxi bay chở khách trong thời gian diễn ra Thế vận hội Paris đã bị hủy bỏ vì không kịp xin được chứng nhận cho động cơ của phương tiện. ADP, một đối tác trong dự án và nhà sản xuất Volocopter của Đức, đơn vị đã hình thành và phát triển chiếc xe điện hai chỗ ngồi Volocity, đã hy vọng sẽ sử dụng Thế vận hội để giới thiệu những chiếc taxi bay và tính khả thi của hàng không không phát thải carbon trong môi trường đô thị. Kế hoạch là những chiếc taxi bay chở khách sẽ hạ cánh trên một bệ nổi trên sông Seine gần ga xe lửa Austerlitz ở phía nam Paris trong thời gian diễn ra Thế vận hội. Tổng giám đốc điều hành ADP Augustin Geromanet cho biết,
Hôm các quan chức vẫn hy vọng có thể đưa những chiếc taxi bay quanh thủ đô nước Pháp vào tháng 12, khi nhà thờ Đức Bà Paris, nơi đã bị tàn phá bởi trận hỏa hoạn năm 2019, mở cửa trở lại đón công chúng. Thác nước Hoàng Hoa siêu đẹp như tranh treo tường mang đến quang cảnh ngoạn mục. Thác nước Hoàng Hoa siêu ở tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc đã làm say đắm du khách với quang cảnh ngoạn mục vào ban ngày và ban đêm trong mùa cao điểm ngắm cảnh. Cao 77,8 m và rộng 101 m, thác nước Hoàng Hoa siêu là một trong những thác nước lớn nhất châu Á. Năm nay, thác nước này đã chứng kiến lưu lượng nước lớn trong mùa lũ mùa hè. Vào ban ngày, thác nước đổ xuống mạnh mẽ và hùng vĩ này mang đến cho du khách quang cảnh tuyệt đẹp và khí hậu dễ chịu cho một kỳ nghỉ hè. Nhiều bãi đậu xe tạm thời với 2.300 chỗ đậu đã được đưa vào hoạt động khi lượng khách du lịch tiếp tục tăng. Hơn 100 xe buýt đã được bổ sung để đưa đón du khách. Vào ban đêm, chương trình biểu diễn ánh sáng toàn cảnh kết hợp giữa ánh sáng, âm thanh và hiệu ứng hình ảnh sẽ được dàn dựng tại thác nước, mang đến cho du khách một bữa tiệc thị giác đắm chìm và cảm giác kỳ diệu khác biệt so với trải nghiệm ban ngày. Số lượng du khách đến thác nước không ngừng tăng lên kể từ khi chương trình biểu diễn ánh sáng được công bố vào tháng 6 năm 2021. Danh lam thắng cảnh này đã thu về doanh thu du lịch là 1,6 tỷ nhân dân tệ, khoảng 223,25 triệu đô la Mỹ kể từ ngày 1 tháng 7. Dãy núi Kilian ở tỉnh Thanh Hải, Tây Bắc Trung Quốc được chiếu sáng bằng màn trình diễn ánh sáng và bóng tối ngoạn mục vào thứ ba, hé lộ một hiện tượng thiên nhiên hiếm có được gọi là hiệu ứng Tinder. Sau một trận mưa rào ở huyện Kilian, những đám mây dần tan biến, cho phép ánh sáng mặt trời xuyên qua các lớp, tạo ra một hiệu ứng ánh sáng riêng biệt và quyến rũ trên mặt đất. Điều này tạo thêm nét bí ẩn và quyến rũ cho dãy núi Kilian vốn đã hùng vĩ. Hiệu ứng Tinder, một hiện tượng vật lý xảy ra khi ánh sáng đi qua một chất keo, tạo ra một đường đi ánh sáng có thể nhìn thấy rõ ràng. Khi những đám mây đen dần tan biến, một cầu vồng lặng lẽ xuất hiện trên bầu trời, tạo thêm nét kỳ diệu cho bữa tiệc thị giác này. Nằm ở phía bắc dãy núi Kunlun, dãy núi Kilian đóng vai trò là ranh giới giữa tỉnh Cam Túc và tỉnh Thanh Hải. Trải dài khoảng 800 km từ phía nam Đôn Hoàng đến phía đông nam, dãy núi này tạo thành vách núi phía đông bắc của cao nguyên Thanh Hải Tây Tạng và biên giới phía tây nam của hành lang Cam Túc. Với độ cao trung bình từ 4.000 đến 5.000m so với mực nước biển, dãy núi Kilian được chỉ định là khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia vào năm 1988. Thủ đô mới của Indonesia chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm ngày độc lập. Các quan chức Indonesia đã đến thăm thủ đô mới Nusantara của đất nước vào thứ Bảy, ngày 10 tháng 8, để đảm bảo thành phố đã sẵn sàng cho cuộc họp nội các đầu tiên và ngày độc lập lần thứ 79 sắp tới. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Quy hoạch Không gian cùng người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm của thành phố đã tiến hành kiểm tra cuối cùng về nguồn cung cấp nước và cơ sở hạ tầng trước lễ kỷ niệm vào ngày 17 tháng 8. Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã gấp rút hoàn thành càng nhiều thủ đô mới càng tốt trước khi ông từ chức vào tháng 10, mặc dù Nusantara phải đối mặt với nhiều sự chậm trễ trong xây dựng, thiếu đầu tư nước ngoài và các vấn đề về quản lý và đất đai. Được xây dựng trên đảo nhiệt đới Borneo, dự án cơ sở hạ tầng trị giá 32 tỷ đô la này nằm cách thủ đô hiện tại là Jakarta khoảng 1.200 km. Lở đất khiến 8 người thiệt mạng ở thủ đô Uganda. Một vụ lở đất tại một bãi rác ở thủ đô Kampala của Uganda đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và nhiều người khác vẫn mất tích khi các hoạt động cứu hộ tiếp tục vào tối thứ Bảy, ngày 10 tháng 8. Sự cố xảy ra vào cuối thứ Sáu sau trận mưa lớn khi một số phần của bãi rác sụp đổ, phủ kín một số ngôi nhà gần đó. Chính quyền thủ đô Kampala cho biết, chính quyền và nhân viên chữ thập đỏ đang tìm kiếm các thi thể tại địa điểm này và đã cứu được 14 người với sự hỗ trợ của chính quyền trong việc cung cấp thiết bị hạng nặng để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ. Bãi rác Kitizi đã từng là bãi rác duy nhất của Kampala trong nhiều thập kỷ và đã biến thành một ngọn đồi lớn. Người dân từ lâu đã phàn nàn về chất thải nguy hại từ địa điểm này, gây ô nhiễm môi trường và gây nguy hiểm cho người dân. Đội ngũ báo tin tức cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin ngày hôm nay. Hãy nhấn đăng ký kênh, nhấn like, share và nhận thông báo để có thể cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.